Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên báo Giao thông từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7 là một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến thời điểm 15 giờ chiều. Khoảng 6 giờ sáng nay, hai người đàn ông ngoài 50 tuổi cùng trú tại phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam chạy xe máy biển số 43H40729 trên quốc lộ 1A hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng. Khi đến km 943+250 quốc lộ 1A thuộc khối phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 77C-18114 do nam tài xế 31 tuổi, trú huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định cầm lái đang chuyển hướng. Vụ tai nạn khiến tài xế xe máy tử vong tại hiện trường, người ngồi phía sau bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vĩnh Đức, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Vào 8 giờ sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh lộ 10 về đường Nguyễn Thị Tú thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, năm phương tiện gồm 2 ô tô, 2 xe tải và 1 xe tải cẩu đang di chuyển bất ngờ xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn liên hoàn làm các phương tiện hư hỏng, trong đó xe tải biển số 51D89936 hư hỏng nặng phần đầu, phụ xe bị thương mắc kẹt trong cabin bị biến dạng. Người này sau đó được giải cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tài xế xe ô tô 7 chỗ và xe tải cẩu đã thương lượng cho xe rời khỏi hiện trường. Các phương tiện còn lại nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường gây ùn ứ, kẹt xe trên quốc lộ 1. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đến giải quyết hiện trường, di rời các xe gặp nạn vào lề. Đang nói, sau khi cảnh sát giao thông giải quyết xong vụ việc, cách đó 200m ở hướng ngược lại cũng tiếp tục xuất hiện vụ va chạm giữa xe tải và xe buýt, may mắn không có thương vong về người. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông vừa có chỉ đạo nóng sau vụ va chạm giữa xe bán tải và tàu hỏa làm 5 người thương vong trên địa bàn phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai vào gần 21 giờ tối qua. Cụ thể, thời điểm này, nhân viên gác chắn tiến hành đóng đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất để đón tàu chạy từ Bắc vào Nam. Khi tàu đến địa điểm trên, bất ngờ xe bán tải biển số 60C-09705 có 4 người ngồi trên xe, lao từ hẻm ra giữa đường ngang dẫn đến va chạm với tàu hỏa. Sau va chạm, xe bán tải bị hất văng vào nam thanh niên 23 tuổi, quê Bình Dương, là nhân viên môi trường, đang thu gom rác gần đó. Hậu quả, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Ngoài ra, bé trai 13 tuổi ngồi trên xe bán tải cũng bị văng ra đường ray tử vong. Ngoài hai nạn nhân tử vong, vụ việc còn khiến 3 người khác bị thương nặng, gồm tài xế, vợ của tài xế và mẹ của cháu bé 13 tuổi, tất cả đều ngồi trên xe bán tải. Vào lúc xảy ra tai nạn, barrier trên đường Phạm Văn Thuận đã được hạ xuống, còi tàu inh ỏi, chuông báo tại trạm gác kéo liên hồi. Nhân viên gác chắn đã khuỵu tay ra hiệu và thổi còi liên tục, nhưng tài xế xe bán tải vẫn lao xe tới rồi va chạm với tàu hỏa. Tại hiện trường, xe bán tải bị biến dạng nặng, bung túi khí phía ghế lái tài xế và đã được lực lượng chức năng di rời khỏi hiện trường vào lúc 22 giờ 15 phút. Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện để hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sau vụ tai nạn đáng tiếc, Cục Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành các quy định khi đi qua đường ngang, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát các đường ngang dân sinh đi qua đường sắt không đảm bảo an toàn và đề xuất giải pháp khắc phục. Cảnh sát giao thông toàn quốc cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở, khu vực không có gác chắn, vị trí nguy hiểm như vượt qua đường ngang khi đèn đỏ bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi qua đường ngang, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trong phạm vi đường ngang, người đi bộ vi phạm khổ giới hạn đường sắt, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát tổ chức giao thông tại các khu vực đường ngang giao với đường sắt để kiến nghị đường sắt và chính quyền địa phương lắp đặt gác chắn, đèn tín hiệu, tăng cường tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút sáng qua, trên quốc lộ 12, đoạn qua thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, xe taxi mang biển kiểm soát 14A-32545 chở 3 người, gồm 2 nam giới quốc tỉnh nước ngoài và 1 người phụ nữ, đang lưu thông, bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy, khiến 2 người đi xe máy bị thương. Sau đó, xe taxi này tiếp tục bỏ chạy theo hướng quốc lộ 12A, rồi va vào xe máy khác. Chưa dừng lại ở đó, phương tiện tiếp tục di chuyển đến kênh Cầu Phóc, thuộc phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, thì đâm tiếp vào đuôi một ô tô. Xe taxi chỉ dừng lại khi lao lên lề đường gần đó. Hậu quả, 6 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.
Cùng ngày, cả 3 người trên xe taxi được đưa về công an phường Ba Đồn để làm rõ danh tính. Được biết, chủ phương tiện là một công ty kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có địa chỉ tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Xe có kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, số người cho phép chở tối đa 5 người và hiện còn hạn đăng kiểm. Còn vào 14 giờ 35 phút chiều qua, nam thanh niên 23 tuổi, quê Sóc Trăng, chạy xe máy trên đại lộ Độc Lập, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi Quân đoàn 4. Khi gần đến ngã ba Quân đoàn 4 thì từ phía trước, một xe container chuyển hướng để rẽ phải vào bãi xe. Do chạy với tốc độ nhanh, nam thanh niên bóp phanh khiến xe loạn choạng, lao lên vỉa hè, tông vào gốc cây. Vụ tai nạn làm nam thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An đã đến trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân vừa cùng gia đình đi dự tiệc về thì gặp nạn. Đâm vào bò thả rông trên đường, người đàn ông không qua khỏi. Ngày 28 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang xác minh điều tra vụ tai nạn khiến người đàn ông qua đời sau khi tông vào con bò thả rông trên đường DT707. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 26 tháng 7, anh NBK 40 tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát 86F76002 chạy trên đường DT707. Khi qua xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, được cho là tông vào con bò đang chạy rông trên đường. Sau cú va chạm mạnh, nạn nhân ngã xuống đường chấn thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến khuya ngày 27 tháng 7, anh ca không qua khỏi. Sau khi nạn nhân qua đời, công an địa phương đã trưng cầu khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Lao xe máy xuống hồ đá, một thanh niên không qua khỏi. Ngày 28 tháng 7, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Huỳnh Văn Nghệ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, khiến một người không qua khỏi tại chỗ. Trước đó vào chiều cùng ngày, anh DNTD, 23 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe máy biển số 63D1-21478 lưu thông trên đường Huỳnh Văn Nghệ, hướng từ huyện Vĩnh Cửu về thành phố Biên Hòa. Khi xe lưu thông đến đoạn đường quanh co ở Hồ Đá, ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, thì bất ngờ tông vào hàng rào trên vỉa hè, khiến cả người và xe rơi xuống hồ. Thấy sự việc, người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng và phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Sau đó, nạn nhân đã được đưa lên bờ và khi hoàn tất các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo người dân địa phương, khúc cua trên đường Huỳnh Văn Nghệ rất quanh co nên cũng có biển cảnh báo để người dân đi chậm, đảm bảo an toàn. Nguyên nhân vụ va chạm giữa xe bán tải và tàu hỏa khiến hai người qua đời ở Đồng Nai. Phòng Thanh tra An toàn 3 đã có báo cáo gửi Cục Đường sắt Việt Nam về vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang km 1969+457 tuyến đường sắt Thống Nhất thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khu gian Hồ Nai, Biên Hòa vào đêm ngày 28 tháng 7. Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 47 phút ngày 28 tháng 7. Thời điểm này, tàu khách NT5 có trưởng tàu là Bùi Văn Tiến, lái tàu Đoàn Hùng Hải đang điều khiển tàu thông theo hướng từ Bắc vào Nam. Khi tàu đi đến địa điểm trên, bất ngờ có xe bán tải mang biển số 60C-09705 có 4 người ngồi trên xe, lao từ hẻm ra giữa đường ngang dẫn đến va chạm với tàu hỏa. Sau vụ va chạm, xe bán tải bị hất văng va vào anh Lê Minh Tú, 23 tuổi, quê Bình Dương, nhân viên môi trường, đang thu gom rác gần đó. Hậu quả, anh Tú qua đời tại chỗ, còn cháu Bùi Hữu Nghĩa, 13 tuổi, ngồi trên xe bán tải cũng bị văng ra đường ray qua đời. Ngoài ra, còn có 3 người khác là Võ Văn Khải, tài xế, Mai Phú Phương, vợ anh Khải, Mai Thị Út là mẹ của cháu Bùi Hữu Nghĩa bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện cả 3 người đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, tàu NT5 phải dừng lại để xử lý sự cố và sau đó mới tiếp tục hành trình về ga kế tiếp. Đến hơn 23 giờ ngày 28 tháng 7, hiện trường vụ va chạm cơ bản được xử lý xong. Cũng theo đơn vị này, hẻm ô tô lưu thông ra là hẻm 1334. Hẻm này song song với đường sắt, không có gác chắn và có biển chú ý tàu hỏa. Riêng thời điểm xảy ra tai nạn, qua kiểm tra, đơn vị cũng xác định trên đường Phạm Văn Thuận, nhân viên chưa đóng một chắn do lúc này đang có xe rác thu nhặt rác. Báo cáo nêu rõ, vụ việc này phần lớn lỗi về tài xế xe bán tải do không tuân thủ theo biển cảnh báo và thiếu quan sát. Bên cạnh đó, cũng có phần trách nhiệm do địa phương không quyết liệt trong việc xóa bỏ lối đi tự mở có trên địa bàn tỉnh quản lý.